Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với cơn bão số 3 hoạt động ở Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 3 m, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào thấp nhất âm 1m45, xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, cao nhất 1m72, xuất hiện lúc 16 giờ ngày 4 tháng 9. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m93, xuất hiện lúc 19 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, thấp nhất 0m85, xuất hiện lúc 6 giờ ngày 4 tháng 9. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.